Xin chào các bạn, như tiêu đề thì cái lý do mà mình nói về Trấn Thành nó cũng như tất cả mọi người thôi. Đó là bú phêm. Mọi người không thấy à? Không phải thôi. Đùa chứ, lý do vì mình thấy đây là một trường hợp khá thú vị của một nghệ sĩ tự nhận là bị ghét nhất Việt Nam nên mình muốn tìm hiểu thêm. Tôi là cái nghệ sĩ bị chửi nhiều nhất cái nước này. Đúng không? Cơ mà có một chuyện là ngoài những cái chương trình trên TV hay là những cái drama, scandal trên báo hay mạng xã hội ra ấy, thì ngoài đời mình cũng mới chỉ gặp Trấn Thành 2 lần thôi. Và mình cảm thấy để có thể đánh giá đúng một người thì từng đó dữ liệu là chưa đủ. Vì thế mình đã có một quyết định mà đến bây giờ nghĩ lại thì cũng thấy mình hơi rảnh thật. Đó là mình đã dành cả một tuần để ngồi xem hết toàn bộ các vlog trên kênh YouTube của Trấn Thành để có thể hiểu hơn về con người của Trấn Thành. Đéo tin. Mình biết là sẽ có nhiều người không tin mà. Thế nên các bạn có thể kiểm chứng video mình ngồi xem ngay tại đây. 14 tiếng ngồi ngắm thần tượng. Các bạn thử nghĩ xem có ai xứng đáng làm trưởng fan club của Trấn Thành hơn mình không? Anyway, sau khi xem hết tất cả các vlog của Trấn Thành thì có một điều khá là bất ngờ mà mình nhận ra, đó là chết mẹ, Trấn Thành cũng khá là giống mình. Giống ở cái cách pha trò, đâm trọt đá đều với bạn bè xung quanh. Thật ra tôi không muốn nói, nhưng gu của Tuấn Trần là anh Đức. Nói ít hơn em, tại vì em là một người nói cũng khá là ít. Như vậy là anh Đức là đầy đủ tất cả những yếu tố. Độc thân phải không? Ở Valuable đúng không? Bạn nghĩ sao về diễn viên anh Đức? Làm cái gì cũng có chuyện đúng. Cái đó quan trọng là mình thích nào hay không thôi. Em nghĩ sao về diễn viên Đức? Đó, cái kiểu mà lấy người khác ra làm trò đùa thì video nào mình chẳng làm. Trừ video này. Điều thứ hai mà mình nhận ra ấy, đó là mình thấy rõ cái tôi của Trấn Thành hơn. Trấn Thành có 2 cái clip thể hiện cái tôi của anh khá là cao. Thứ nhất là cái clip mang luật sư đến nhà người tung tin đồn. Ừ, tất nhiên là mình hiểu cái chuyện mà đòi lại công bằng cho bản thân và giải thích với công chúng. Nhưng mà trên clip thì 2 nội dung này được diễn giải trong khoảng 5-10 phút là xong à. Nhưng clip thì tận 30 phút. 20 phút còn lại thì toàn là màn kể khổ rồi cãi nhau tranh luận xem là ai thiệt hại hơn. Bao nhiêu cái hợp đồng quảng cáo, bao nhiêu cái nhãn hàng quảng cáo, tôi quảng cáo gần cả chục nhãn. Em biết một hợp đồng quảng cáo tôi trị giá bao nhiêu tiền không? Mà tôi mất 2 cái hợp đồng quảng cáo này nữa là tôi mất bao nhiêu tiền, em có biết hay không? Bây giờ em đang chịu những cái điều này nó đã là gì so với tôi? Em là một người nào đó ở đâu đó không ai biết cả. Còn tôi là một người cả nước họ biết. Những gì tôi chịu đựng, gia đình tôi chịu đựng, nó phải nhiều hơn em chứ. Và kết thúc bằng màn thể hiện quyền lực của Trấn Thành. Luật sư của tôi sẽ làm việc với các bạn để đưa ra cái hình thức là chúng ta sẽ làm gì với nhau nhá. Còn cái chuyện mà luật sư tôi sẽ khởi kiện các bạn về vấn đề là các bạn đã gây ra những thiệt hại gì cho kinh tế, đời sống và tinh thần của tôi với con số là bao nhiêu, và thiệt hại là do quản lý tôi đưa ra, bao nhiêu hợp đồng quảng cáo tôi mất, bao nhiêu công ty như nào đó mà lỡ người ta không phát sóng được, là chuyện đó sẽ nằm ở trên đó. Và con số cuối cùng tôi nói thiệt các bạn, tự mà tưởng tượng nha. Nói vậy thôi. Clip này đáng ra chỉ cần dài 5 phút. Luật sư đứng ra đính chính thông tin sai sự thật. Những người tung tin đồn xác nhận là sự việc không có thật. Xong. Bởi vì mục đích là để giải thích với khán giả, đối tác và các nhãn hàng mà, đúng không? Còn đây thì Trấn Thành tự đứng ra phát biểu, cãi nhau, tranh luận, rồi kể khổ, dọa kiện cáo các thứ. Thì tự dưng nó sẽ khiến cho khán giả ngầm hiểu là cái mục đích của video thực chất là để dằn mặt, cảnh cáo tất cả, chứ không chỉ đơn thuần là giải thích hay là đòi công bằng. Mình đã từng đấu khẩu với anti, chiến thắng luôn, và kết quả là mình thêm anti. Trấn Thành còn lợi hại hơn, đem luật sư ekip đến tận nhà gặp anti, chiến thắng luôn, và kết quả là mình thành fan Trấn Thành. Tiếp theo video thứ hai, Trấn Thành lên đính chính câu nói mà các báo xuyên tạc. Mọi thứ y hệt, nội dung đính chính tầm 5 phút là xong à. Báo đăng A là sai, tôi nói B cơ, đây bằng chứng clip phỏng vấn toàn bộ này. Xong. Thay vào đó thì lại là một clip dài 30 phút. 25 phút còn lại, Trấn Thành ngồi kề khổ phải chịu thiệt hại như nào ra sao, chỉ trích lại kênh 14. Đêm nay cái người, cái bạn phóng viên mà viết cái bài đó của tôi đó, bạn về bạn suy nghĩ lại đi. Bạn nhìn vào gương mặt của mình đó. Chúng ta làm cái gì với nhau vậy? Khi tôi bị hại như vậy ngày hôm nay nè, ở nhà bạn ngủ có vui không? Và kết thúc bằng một câu cũng mang tính chất thể hiện quyền lực. Và cho phép Trấn Thành từ nay về sau, tôi xin thưa với quý vị khán giả luôn và thưa với tất cả anh em làm truyền thông, cho phép Trấn Thành được từ chối tất cả những lời mời phỏng vấn. Tôi không nhận lời phỏng vấn nữa đâu. Đây là lần cuối cùng mà Trấn Thành nghĩ là mình sẽ nhận một bài phỏng vấn nào đó. Chắc Thành không dám nhận phỏng vấn nữa đâu, dù ở bất cứ một cái tình huống nào. Nếu thực sự không muốn nhận phỏng vấn nữa thì đâu cần phải nói, chỉ cần không làm thôi mà. Còn nói thì nó khiến mình ngầm hiểu là dằn mặt. Và đúng như mình nghĩ, Trấn Thành sau đó thậm chí còn tham gia talk show của kênh 14 cơ. Lời khen đạo lý tùm lum, không còn gì để xuyên tạc luôn. Cơ mà dù sao 2 cái video này cũng 2 năm trước rồi, mình cứ đánh giá quá khứ của ta như này thì cũng không đúng. Nhỡ đâu bây giờ Trấn Thành khác rồi thì sao? Quý vị đời nghệ sĩ nó khó nuốt hơn quý vị nghĩ nhiều. Nếu ai cảm thấy thích tiền, thích hào quang cứ mời lên đây để
Đi. Để nếm bốn cái chữ hào quang rực rỡ. Nếm nó đi và biết nó là cái gì. Nhiều người ghét Trấn Thành vì cái tôi rất cao, đến mức dư luận nói là ảo tưởng quyền lực. Còn mình thì mình chưa ghét Trấn Thành vì điều đó. Bởi vì thật ra Trấn Thành của hiện tại khiến cho mình nhớ đến cái con người của mình trước kia. Tất nhiên không nói về độ nổi tiếng hay là sự thành công, bởi vì mình thì cũng chỉ bằng một góc thôi. Nhưng mà về độ ngáo quyền lực á, thì chắc cũng ngang ngửa. Có một sự thật vui vui là các bạn có biết mình và Trấn Thành từng cùng ở trong cái danh sách của Forbes Việt Nam 30 Under 30 năm đầu tiên không? Và đây cũng là lần đầu tiên mình gặp Trấn Thành. Cơ mà không hẳn là gặp mặt nói chuyện mà chỉ là nhìn thấy thôi. Bởi vì trong cái buổi sự kiện hôm đó thì Trấn Thành đến muộn về sớm. Lúc ra ngoài Trấn Thành có đứng chụp hình với fan. Mình định ra bú phêm á. Cơ mà thấy mặt anh ta đang có vẻ gượng gượng hơi nhăn nhó tí nên là mình cũng giả bộ không quan tâm rời đi. Tự nhủ với bản thân là thôi để bú sau. Bẵng đi một thời gian thì mình gặp Trấn Thành lần thứ hai ở một buổi quay quảng cáo chung. Lúc mình đến nơi đang đi vào thì có Trấn Thành với Hòa Minzy đang ngồi bên ngoài. Thấy thế mình kiểu hí hửng trong đầu nghĩ ok, it's bú phêm time. Thì tự dưng ông Trấn Thành ông ấy chỉ mình nói một câu gì đó mà mình không nhớ cụ thể. Nhưng đại loại là lấy một cái chi tiết nào đấy trên người mình, như là quần áo, đầu tóc hay là giày dép, dáng đi gì đó của mình, đem ra làm trò đùa. Lúc đó mình cũng chỉ cười cho qua. Nhưng mà trong đầu nghĩ kiểu mẹ quen biết cái đó mà đùa bú nữa. Lúc đấy tức thì nghĩ thế, còn giờ sau khi mà xem hết các vlog của Trấn Thành ấy thì mình hiểu đây là cái cách đùa cợt, cái cách pha trò của ông ấy. Mà nếu không đúng người thì sẽ dễ bị vô duyên, chứ chắc là cũng không có ý gì đâu. Xong lúc sau, Trấn Thành và Harry nói là có việc đột xuất phải về sớm, nên là đoàn đẩy lịch quay những cái cảnh chung lên trước để mà chiều hai người. Ok, có một cảnh mà mình làm bị sai vài lần phải làm lại. Đạo diễn, sản xuất, khách hàng thì mọi người cũng bình thường nhẹ nhàng thôi. Thì thần tượng của mình đã chiếm sóng chửi mình vãi giữa trường quay luôn. Đại loại kiểu, thằng này mày có biết diễn không? Làm như này này, có mỗi cái này thôi mà làm mãi không xong. Bruh. Thật ra với người từng có cái tôi rất lớn như mình thì lúc đấy là mình đã định đứng dậy đấm rồi á. Thế mà không hiểu tại sao lại có thể dừng lại được nhỉ? Hay là ông trời can ngăn chăng? Con ơi đừng đấm người này, sau nó nổi tiếng lắm. Đấm chết thì được. Vãi. Quay trở lại vấn đề nhé. Thực sự mình chưa ghét Trấn Thành đâu. Yêu vờ lờ luôn, bởi vì mình đã từng có một cái tôi rất là lớn và cũng đã từng ảo tưởng sức mạnh. Khi một thời gian dài mà xung quanh bạn, cả trên mạng lẫn ngoài đời đều là những lời khen, lời tán dương. Bạn làm gì cũng được mọi người ca ngợi thần tượng, bên cạnh đó bạn còn kiếm rất nhiều tiền, được xã hội công nhận là thành công nữa. Thì làm sao bạn có thể nghĩ mình là người bình thường được? Bạn sẽ nghĩ mình đặc biệt vãi l***, mình hơn người vãi l***. Khi bạn nói gì cũng được tung hô là chân lý thì dần dần bạn sẽ nghĩ mình chính là chân lý, lời nói của mình là lẽ sống. Đó là lý do tại sao bạn càng ngày càng có những cái phát ngôn như đúng rồi. Hồi trước mình cũng từng thế, làm clip là toàn các bạn phải như này này, các bạn phải như thế kia kia. Nếu mà các bạn mà không như thế thì các bạn là những người sống hời hợt. Đó, mình thấy hồi xưa là mình cũng giống Trấn Thành à. Ai mà chửi xấu, phốt xấu gì là mình sẵn sàng đấu tay đôi luôn. Còn giờ lớn rồi, trưởng thành rồi thì mình chỉ im lặng và khóc thôi. Làm thế nào để mình thay đổi hả? Nếu bạn thực sự muốn biết cái giá trị bản thân ở mức nào á, thì bạn chỉ cần biến mất một thời gian là sẽ thấy ngay. Cái cuộc sống này không có bạn, nó vẫn tiếp diễn một cách bình thường. Ai cũng có thể thay thế, đến Tổng thống Mỹ cũng 4 năm thay một lần mà. Nhưng đối với Trấn Thành để nhận ra điều này nó không hề đơn giản. Bởi vì theo mình thấy, từ lúc Trấn Thành nổi hẳn lên là khoảng năm 2015 đến giờ là anh ta luôn chạy show, dẫn chương trình truyền hình, làm phim, đóng quảng cáo liên tục, xuất hiện dày đặc trước công chúng không ngừng nghỉ. Tức là Trấn Thành không hề có một cái quãng nghỉ, một cái khoảng thời gian biến mất nào để quan sát cuộc sống, để nhìn lại, để kiểm soát cái tôi đang ngày càng lớn của mình. Đó là lý do vì sao mình chưa ghét Trấn Thành. Vì mình tin là ai cũng xứng đáng được trao một cơ hội để nhìn lại bản thân. Và đối với Trấn Thành thì cái quãng thời gian ngay lúc này chính là cái cơ hội để cho anh ta làm điều đó. Còn nếu mà giả dụ một năm sau Trấn Thành quay lại phát biểu bố mày đẹp trai nhất Việt Nam thì ok, lúc đó mình sẽ không thích nữa. Mình sẽ sẵn sàng nhường lại cái vị trí trưởng fan club Trấn Thành cho người khác. Làm thế nào để biết Trấn Thành thay đổi hả? Ok, mình có một cách đây. Mình đã từng vì cái tôi quá cao mà suýt đấm Trấn Thành. Nhưng giờ thì mình không còn muốn điều đó nữa. Nên nếu Trấn Thành xem clip này xong mà không còn muốn đấm mình nữa thì tức là Trấn Thành đã thay đổi. Còn nếu mà xem clip này xong và vẫn muốn đấm mình thì kệ Trấn Thành. Ok, video bú phêm của mình đến đây là hết. Xin chào các bạn. Anh nghĩ rằng là khi anh đã lựa chọn em, à dạ vâng ạ, dạ, thì anh đã hiểu được con người em như thế nào. Nhưng mà em vẫn chưa và hiểu anh. Anh không cần biết là mọi người nghĩ em ra sao. À vâng. Chỉ cần dạ, anh hiểu em là đủ. Thế thôi cũng được. Và dạ, anh tin chắc rằng là
tụi mình sẽ đủ sức mạnh để có thể vượt qua dạ tất cả. Dạ vâng, em cũng tin nếu chắc như vậy luôn. Tin tưởng và yêu thương lẫn nhau. Đúng rồi. Da gà nó nổi dần dần lên.